Ngày 16 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chấm dứt chủ nghĩa thực dân mới trong chính trị quốc tế và ca ngợi chiến lược kinh tế của Nga sau khi cắt đứt quan hệ với phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga phát biểu tại một diễn đàn kinh tế thường niên ở St. Petersburg trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine tiếp diễn và Nga đang phải hứng hàng loạt đòn trừng phạt chưa từng có từ phương Tây. Hệ thống quan hệ quốc tế kiểu tân thực dân xấu xí đã không còn tồn tại, trong khi trật tự toàn cầu đa cực đang được củng cố. Đây là điều không thể tránh khỏi, ông Putin nói. Tổng thống Putin nhiều lần lên án sự thống trị của Mỹ trong chính trị quốc tế và khắc họa chiến dịch quân sự ở Ukraine như một trận chiến chống lại phương Tây đang suy đồi. Ông cáo buộc các nước phương Tây từ chối đối thoại với Nga. Và chúng ta sẽ thấy chúng ta có thể đối thoại với họ vào thời điểm nào và về cái gì, ông nói. Về kinh tế Nga, ông thừa nhận rằng quý 2 năm ngoái là giai đoạn khó khăn nhất khi phương Tây áp dụng những biện pháp trừng phạt chưa từng có tiền lệ. Hôm nay chúng ta có thể tự tin nói rằng, chiến lược được cả nhà nước và doanh nghiệp Nga lựa chọn vào thời điểm đó đã phát huy hiệu quả, Tổng thống Nga khẳng định. Ông Putin cho biết, khoảng một nửa số người Nga đã rời khỏi đất nước sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine đã quay trở lại. Quá trình này đang tiếp tục, nhưng nếu ai đó muốn sống ở một nơi khác, hãy tự quyết định, ông nói. Ông cho biết, nhiều người Nga hiện đang sống ở UAE, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan và Uzbekistan. Tôi không thấy điều gì sai trái ở đây, hãy để mọi người sống ở nơi họ thấy phù hợp, ông Putin nói. Ukraine sẽ sớm cạn vũ khí. Cũng trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Nga lần đầu tiên xác nhận rằng các vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được đưa đến quốc gia đồng minh Belarus như một lời nhắc nhở phương Tây rằng họ không thể gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng ông không thấy cần phải dùng đến vũ khí hạt nhân vào thời điểm này. Những đầu đạn hạt nhân đầu tiên đã được chuyển đến lãnh thổ Belarus, nhưng đó mới chỉ là những quả đầu tiên, phần đầu tiên. Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc này vào cuối mùa hè hoặc cuối năm, ông Putin nói. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận nước này đã bắt đầu tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, trong đó có những vũ khí mạnh gấp 3 lần loại bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống hai thành phố của Nhật Bản năm 1945. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Ukraine sẽ sớm cạn kiệt thiết bị quân sự, khiến nước này hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung từ phương Tây, giảm khả năng chiến đấu lâu dài. Về vấn đề phi quân sự hóa, Ukraine sẽ sớm dừng sử dụng thiết bị của chính mình. Chẳng còn gì nữa. Mọi thứ mà họ chiến đấu và mọi thứ họ sử dụng đều được đưa từ bên ngoài vào. Cha, bạn không thể chiến đấu như vậy lâu được, ông nói. Theo Reuters và AP, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.